À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, hôm nay chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quý vị. À, chúng ta duy trì cái đề học này vì nhắc nhở mình gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cái này rất quan trọng. Quý vị nhớ mỗi ngày mà chúng ta được niệm Phật, lễ Phật là điều hạnh phúc lớn nhất của đời người chúng ta. Câu này mà người nào mà người có thiện căn phước báo nhân duyên sẽ cảm nhận được hạnh phúc lớn nhất là mỗi ngày chúng ta được niệm Phật. Nhớ nghe quý vị. Giống như có cái hình trước mặt chúng ta, Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh là quê nhà cực lạc. Tự nhiên đang lễ Phật mà nhìn cái hình đó, tự nhiên là thúc đẩy mình cảm thấy vui sướng. Vì mình nghĩ tương lai mình niệm Phật ở nơi nào thì Phật A Di Đà tiếp dẫn mình ở nơi đó. Nhớ kỹ câu này, mình niệm Phật ở nơi nào thì Phật A Di Đà tiếp dẫn mình ở nơi đó. Dù chỗ mình niệm Phật là chỗ đất sụp, lửa cháy, nước dôi hay là gặp tai nạn gì, chỉ cần mình tin Phật A Di Đà cứu độ thì niệm ở nơi nào Phật tiếp dẫn mình ở nơi đó. Nhớ nghe quý vị, cái này là quan trọng. Giống như hôm qua buổi chiều như Đức có nói một câu, mỗi người mình niệm Phật đừng sợ rằng là cuối cuộc đời không có người giúp mình. Cứ niệm Phật đi, hãy tin Phật đi. Cuối cuộc đời không ai giúp thì Phật A Di Đà đến giúp. Yên tâm. Niệm ở nơi nào thì Ngài đến tiếp dẫn ở nơi đó. Khỏi cần phải lo. Nên tất cả những người già lớn tuổi cứ niệm Phật đi sẽ thấy vui lắm. Giống như mấy cô Quảng Tâm Bình Định rồi thấy không? Rảnh thời gian cái tu suốt luôn. Thấy chưa? Đồng tâm rồi đó thấy không? Nhớ mấy mấy cô á không? Niệm Phật ai thấy cũng mặt vui vẻ, hoan hỷ. Bữa nay tệ thương có một số mấy bạn nhỏ đông dữ ha. Này chắc con cháu ấy giờ đông dữ ha. Bé nhỏ độ này người ta cũng lợi người ta niệm Phật dữ lắm. Nên giống như thằng bé nhỏ mà con của cô Nguyễn Hoàng Thiên Ân vậy đó. Cái anh đành nhỏ này cũng thức dữ nha. Như Đức thấy mà giờ tu nào của mẹ anh thức anh chạy vòng 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 mắc cười vậy chứ cũng được sự ảnh hưởng nghe chứ không giỡn đâu. Nó chạy vòng 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 giết nó cũng nghe câu Phật hiệu nó cũng quen. Khi 12 giờ khuya mà thấy anh chạy vòng vòng tội nghiệp ghê, chắc anh cũng buồn ngủ lắm mà thấy tội nghiệp. Nên từ nơi đó mà các bé nhỏ nhỏ mà thấy thiện căn chịu niệm Phật là cũng hay, giống như bé Linh đâu đấy không. Quý vị nhớ rằng là gia đình mà biết niệm Phật là gia đình hạnh phúc nghe quý vị. Đại phước duyên chứ không đơn giản đâu. Đó. Nên dù là không giàu sang đi chăng nữa nhưng đây cũng là sự bình an nhất rồi đó. Mà lạ thay cái người niệm Phật niệm giết quý vị. Tự nhiên mình sống trong hoàn cảnh nào mình biết đủ trong hoàn cảnh đó. Nhưng quý vị tin 100% nơi quý vị niệm Phật giết rồi hoàn cảnh nó thay đổi. Thí dụ như một ngôi chùa nhỏ vắng vẻ không ai biết đến, chỉ cần ngôi chùa này lập đạo tràng niệm Phật thôi, vị chủ trì đã siêng niệm Phật rủ người ta đến niệm Phật đi, niệm chừng 1 hay 5 sau ngôi chùa đã hoàn toàn thay đổi. Phải tin 100%. Đó. Giống như ngày xưa nhà Đức đến ngôi chùa đầu tiên nó tỉnh thất thôi, niệm Phật từ từ rồi nơi đó hoàn cảnh thay đổi hết.
Vì giờ xây một ngôi chùa, nơi đó giờ xây một ngôi chùa, sau này ngôi chùa đó lớn. Nó cái gốc ban đầu là từ niệm Phật mà ra. Những đức đến ngôi chùa thứ hai, ngôi chùa to bự vô cùng nhưng mà rất là vắng vẻ. Những đến nó vắng vẻ vô cùng, chỉ có niệm Phật thôi mà nó sung túc lên. Nếu cứ duy trì như vậy không bao giờ nó đi xuống. Cứ niệm niệm gì người đi, niệm niệm gì người đi, bạn hãy thật lòng vì tất cả chúng sanh đi, là nơi đó nhất định thịnh vượng. Còn căn nhà của bạn niệm Phật, căn nhà bạn từ từ thay đổi. Giống như bây giờ, giống như một căn nhà nho nhỏ niệm Phật vậy đó, nhưng mà niệm từ từ rồi cái căn nhà đó từ từ nó thay đổi, phước duyên nó chuyển hóa căn nhà đó luôn. Nhưng mà phải tin 100%, cũng đừng cầu, tự nhiên nó đến, đừng cầu tự nhiên đến. Quý vị biết rằng là hồi đó Như Đức đến cái ngôi chùa thứ hai, xung quanh là khu công nghiệp, cái mùi hôi nó lan tỏa ra không tưởng tượng được. Mới đến là nhiều người phải bỏ đi luôn, không ở được luôn. Mùi hôi nó lan tỏa không tưởng tượng được. Chỉ có niệm Phật, lễ Phật thôi, cũng là mùi hôi như vậy mà không biết từ từ nó bay ngược lên trên thì sao, bay đi hết. Thấy không? Có nghĩa là một câu Phật hiệu này mình đã trải nghiệm qua trong cuộc đời mình thấy thù thắng lắm. Còn khi gặp những sự cố kiếp nạn trong cuộc đời mình, nghe quý vị, lớn nhỏ gì, chỉ cần còn niệm Phật là chuyển hóa rất nhanh. Khi sự buồn khổ chưa chắc con người giải quyết giùm quý vị được đâu, chỉ có cái pháp niệm Phật mày này mới giải quyết được đó. Giống như hôm qua Nhà Đức nói câu chuyện cái người chồng quýnh người vợ này khi người vợ này mang thai, mà đạp người vợ này sao nó hư thai, bà hẳn ông 3 năm, 3 năm trời sống cùng chung căn nhà, bà hẳn ông vô cùng, giống như giết, bà trầm cảm, bà không nói chuyện luôn, hẳn chồng không nói chuyện luôn quý vị. Vậy mà cuối cùng nghe những đứa nói chuyện, bà vui, bà cởi mở ra, bà nghe tới cái câu nghe: đừng buồn giận người để trong tâm, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Nghe câu đó tự nhiên mà tỉnh ngộ, tiếp tục nghe, tiếp tục nghe, bà niệm Phật giải tỏa tâm luôn. Lỡ nói với người chồng rằng từ hôm nay tôi không hận ông nữa. Từ đó về sau gia đình yên ấm và hạnh phúc. Thấy không? Cái pháp môn niệm Phật này đi đến nơi nào là lợi ích đi đến nơi đó. Hôm qua có một cái chú này, ông mà nhắn cái tin nhắn thoại gì đó cho chú Tâm Nhiên. Đó, từ hôm nay mà mấy cái tin nhắn mà mấy cái cảm ứng đồ này kia đó, quý vị điện cho đây đó Cà Mau cho ảnh nói những cái điều vi diệu đồ hay hơn. À, khỏi nói ai, nói những điều cảm ứng niệm Phật đi, đây đó Cà Mau ở chừng nói hay đó. Nói những điều đó khuyên ta niệm Phật còn có phước, phước duyên, phước đức nó lớn. Biết những đức à. À, hồi đó giờ ai nói những đức cái gì là binh những đức, quý những đức. Bây giờ những đức khuyên những câu chuyện cảm ứng đồ Phật tử mà niệm Phật cảm ứng đồ, nói cho đây đó Cà Mau nghe, đây đó Cà Mau tán thán việc niệm Phật cảm ứng hay hơn. À, cái đức về sau sẽ rất là lớn. Anh em cũng có duyên gặp nhau, chưa gặp nhau nhưng mà có duyên qua hình ảnh thôi. Đó. Vậy đây. Đó. Thì cái anh này ảnh nói rằng là cái nơi ảnh ở là cái nơi trồng vườn cây, mà đêm nào anh ngủ, đêm nào anh ngủ nằm trên giường tự nhiên sáng nằm đất, biết sao kỳ cục, mà cái âm khí này nó mạnh vô cùng. Thì cái lần mà đi lễ 3.000 lạy Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái người vợ người em gì đó đi lại được nhận một chiếc máy nghe pháp nhỏ nhỏ, vì chiếc máy nghe pháp trắng đem về thì tặng cho anh,
thì anh bật lên nghe những đức nói chuyện. Thì từ đó về sau là anh ngủ rất là yên. Thì bắt đầu là anh cảm giác là anh có lòng tin với Phật pháp rồi. Đúng là nhân duyên đến lúc người ta được độ. Thì anh nghe cái tự nhiên ngủ yên, không có bị chuyện này chuyện kia lu bu nữa. Nghe không? Được yên. Xong rồi mới đây nè. Thì anh bật chiếc máy nghe pháp lên, anh gieo lên cái cây gì chú Tâm Nhiên? Cái mít. Mà cái mít này nó 6 năm mà nó chưa có trái. Mà anh treo cái máy nghe pháp này lên đâu mấy ngày vậy đó. Thì bắt đầu là tự nhiên biết làm sao cái mít mà nó ra trái quá tràn luôn. Ra trái nhiều lắm, mà gỡ qua bên này đảnh vào đây luôn cho mình coi. Quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói rõ ràng mà, tình dữ vô tình đồng viên chủng chí. Đối với một cái cây mình thương nó cũng tươi tốt, nó trả lại cho mình cái sự mát mẻ. Còn đối với cái cây mà mình không tưới tẩm, không quan tâm đến, nó héo hon, mình đi ngang thấy cũng nóng bức nữa quý vị. Cái cảm nhận đề rõ ràng. Hòa Thượng Ngai Hiền thì cũng nói mà, đối với cây mình thương yêu chăm sóc nó sẽ trả mình lại hoa thơm trái ngọt. Còn mình bỏ bê đại nó thì nó không được đặc biệt. Thấy không? Nó... Thì bắt đầu là anh gỡ hình ảnh cây mít qua, anh nhắn tin thoại đều qua, anh nói đúng là điều phải tin. Nên những đức nói rằng là máy niệm Phật mà để xung quanh sân nhà, sân giường thù thắng lắm. Tại vì có vật hiệu quá thiện, nên khi có vật hiệu mà phát lên là tự nhiên hoàn cảnh thiện, tâm con người nghe cũng thiện. Có người đã nghe viết từ có vật hiệu nó sống ớp hoàn cảnh đặc biệt. Thêm cái nữa, cái hoàn cảnh mà âm khí nặng quá, có vật hiệu là dương khí mạnh, từ nơi đó mà nó quá giải cái âm khí cái nơi ở của mình. Cái hoàn cảnh đó mình ở từ từ mình khỏe mạnh, sống lâu, người sống lúc nào cũng vui vẻ tốt đẹp. Nên những đức tin lắm, nên bất cứ chỗ nào những đức ở là máy niệm Phật để điều hết. Nên bây giờ một cái nhà bình thường mà những đức ở thôi là người ta bước vô người ta nghĩ đây là ngôi chùa. Tại những đức để máy niệm Phật điều từng lầu những đức để máy niệm Phật điều hết luôn. Đó. Bước vô một cái là tự nhiên cái từ trường nó đặc biệt, bình an dữ lắm. Một con người niệm Phật mà tin Phật mà đi đến đâu nghe, thì biết hoàn cảnh đó hoàn toàn thay đổi. Họ đi đến đâu là thay đổi đến đó. Cái nơi mà đồng khô cỏ cháy, họ đến cái nơi, cái chỗ ở đó là tức khắc hoàn cảnh đó thay đổi liền. Nên nói là phong thủy là do tâm con người phát. Dù quý vị có chọn một cái nơi địa thế thiệt đẹp, hoàn cảnh đẹp, phong thủy tốt, nhưng mà tâm con người không thiện ở nơi đó, thời gian nó phá hoại cái phong thủy tốt, hoàn cảnh tốt nơi đó liền. Còn một con người mà tâm địa thiện lành tốt đẹp, thương người và thương vật, thương cỏ cây, họ chỉ cần đi đến nơi nào thì cái nơi đó tức khắc thay đổi. Dù là hoàn cảnh không tốt, không thủy không tốt, nhưng hoàn cảnh từ từ thành hoàn cảnh tốt. Cho nên tâm người sanh ra hoàn cảnh tốt, rồi tướng do tâm sanh mà. Nên mỗi một con người mình mà tin có vật hiệu này, có vật hiệu này mình áp dụng cho mỗi lúc mỗi nơi, đó là hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Mà hạnh phúc lớn nhất là khi cuối cuộc đời mình có con đường với về. Bây giờ mình có giàu sang phú quý của cải nhiều người biết mình, danh tiếng lẫy lừng thí dụ, nhưng mà mình không có một chỗ quay về, khi cuối cuộc đời mình không lẽ nằm đơ đó, nằm lăn lóc, nằm la lối, nằm kêu gào không biết đi về đâu sao quý vị. Nên những đức nói rằng là gặp được một đạo tràng niệm Phật, được cộng tu chung, bất cứ một vị trí nào, gia đình mở đạo tràng cộng tu, mình đến được tu tập, nhiệt tình hết mình, nhiệt tình mà tu tập. Rồi nắm phương pháp tu đem về nhà áp dụng tu, đem cái cách tu này về nhà áp dụng tu. Vị nhớ nè, đi đến đạo tràng đông người tu tập chưa chắc giảng sanh. Vì đó là phong trào để tập trung người tu, để mà phát triển, phân tán ra từng gia đình. Gia đình tu mới có thể giảng sanh. Vì gia đình là chỗ bị tu nhiều, vì ở nhà nhiều. Nếu ở nhà không tu mà chỉ lỡ đạo tràng tu, lỡ đạo tràng đông người tu thì chưa chắc giảng sanh. Thì thời gian ở đạo tràng quá ít. Thí dụ như có những gia đình người ta nửa tháng, một tháng người ta mới tổ chức khóa tu một lần. Mình lỡ mình tu có một tháng hai lần thôi. Nếu mà những ngày ở nhà mà không tu thì quý vị thất bại con đường giảng sanh. Nhớ. Mà đi đến đạo tràng thì cái người trưởng đạo tràng phải làm sao? Chỉ người ta vào cái cách tu, vô cái room này, để ngày ngày ở nhà người ta tu.
mà ngày ngày ở nhà tu thì giúp cho gia đạo của mình từ cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình gọi là âm siêu dương lợi. Nên những đức nói rằng là từng gia đình tu này đúng là đây là một cái đại nhân duyên thù thắng, một cái đạo tràng trên không trung này quá thù thắng, mà từ đó tới giờ mới thấy xuất hiện trong cuộc đời này, đây là rình rang nhất. Tuy là có những, cũng có những người ta lập rung tu, nhưng mà một cái phương pháp tu đó là người ta đưa lên cho quý vị vô tu giờ nào thì vô, từng nào bị nghỉ thì nghỉ, chứ nó không có thời khóa. Còn những đức đưa cho quý vị là những đức tu chung và có thời khóa, có thời gian tu xong có hồi hướng. Dù quý vị ở nhà quý vị, nhưng đây giống như quý vị đang tu một thời khóa của chùa. Đây là cái điều là làm là thật sự nhiệt liệt và có tâm huyết luôn đó quý vị. Chứ không phải những đức đưa ra một cái cách tu mà những đức tua cho nó hoài luôn rồi để lên trên trên cái Zoom. Rồi vì cứ vô tu giờ nào vô tu, còn giờ nào vì nghỉ nghỉ, vô tu giờ nghỉ nghỉ. Những đức nói bảo đảm quý vị dù có tu nhưng rất ít và không có rõ ràng. Tu nó ngao ngán vô cùng vì nó không có thời gian để nghỉ. Có khi người ta vô có 5 phút ta nghỉ không chừng, hoặc là người ta không có còn cảm giác vô. Nhưng mà bây giờ những đức hướng dẫn quý vị, những đức vô tu chung luôn, giờ dắt rõ ràng một ngày 4, 5 thờ, 5, 6 thờ. Như tối đêm nay là tu 12 giờ khuya, thấy không? Vô tu rõ ràng vì mỗi giờ những đức đều vô tu quý vị hết. Dù đi đâu đi chăng nữa, những đức phải tranh thủ thời gian tới chỗ đó, phải đúng giờ để tu quý vị, không bỏ luôn. Vì sao? Vì những đức biết làm một cái gì, phải có tâm quyết và phải quyết chí mà làm thì mới thành công. Giống như những đức ngày xưa ở chùa coi đạo tràng gì, thành công là giờ những đức quá tâm quyết. Tổ chức khóa tu ngày Chủ nhật cho quý vị biết, bao nhiêu năm đó mà không bao giờ một ngày Chủ nhật nào những đức bỏ. Lớp đạo làm con những đức chưa bao giờ từng thứ bảy nào những đức bỏ. Từ khi sau này không còn duyên nữa thôi, còn đã làm là làm tới cung luôn. Vì vậy thấy lễ Quan Âm chưa bao giờ những lần nào những đức bệnh mà những đức bỏ cuộc lễ Quan Âm. Nó tạo thành một cái lòng tin cho hàng Phật tử, từ nơi đó mà phát triển mạnh như vậy. Và nhiệt tình phục vụ người, niệm niệm vì người, không phải là vì danh lợi. Đây là cái rất quan trọng. Vì mình nghĩ cuộc đời mình mấy mươi năm ngắn ngủi thôi, sẽ qua thôi. Bây giờ rất là mừng là chúng ta bây giờ có cái đạo tràng trên không trung này, và mỗi một gia đình là một đạo tràng tịnh độ, gì hay quá. Nên nhà nào mà mở một cái đạo tràng cho người ta tu 50-100 người thù thắng lắm. Nhưng mà cái đặc biệt vì chỉ ta cách tu này ở tại gia đình. Đây là 100%, không phải cái room những đức lập ra mà những đức kêu quý vị chỉ vào cái room này đâu, không phải đâu. Đâu phải là quý vị vô đây những đức lãnh lương quý vị đâu, hoặc là bị đóng lương mỗi tháng đâu mà những đức kêu vô đây làm chi. Nhưng mà đây là cái sự lợi ích rõ ràng của mỗi ngày luôn. Sự lợi ích rõ ràng của mỗi ngày. Rồi gia đình từ cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ chư hương linh, vì nghiệp phá thai mở rộng cái phạm vi này ra, từng nhà niệm Phật. Cái tần số niệm Phật này thì biết rằng nó quá giải kiếp nạn biết bao nhiêu mà nói chưa. Quá giải kiếp nạn biết bao nhiêu mà nói chưa. Trong cái thời cuộc nhiều kiếp nạn này mà chúng ta là những con người đang thật sự có phước báo. Thật sự có phước báo. Mỗi ngày đều được lên dụng công tu tập. Đây là những con người có phước báo. Nên một câu ai với đạo Phật này phải chăng thật niệm từ bây giờ, gây dựng từ bây giờ cho đến khi cuối cuộc đời chúng ta. Câu Phật hiệu này mỗi lúc mỗi nơi vừa nhắc như vậy là cái miệng niệm liền. Vừa nhắc như là nhép nhép cái miệng liền nghe không? Chứ nhắc gì mà cái miệng im gu chờ chừng nào niệm. Mỗi lần ta nhắc niệm Phật là cái miệng nhép nhép liền. Cái miệng vị thấy miệng như đấy cũng đang nhép nè, có ngưng đâu, thấy không? Nó, ví dụ như mỗi lần mà ta nhắc câu Phật hiệu này phải cố gắng niệm là cái miệng A-di-đà-phật, niệm liền. Chứ chờ chừng nào niệm đấy, thấy không? Niệm một câu là lợi ích một câu liền, chờ chừng nào niệm? Chắc chờ một chút mới niệm quá, thấy không? Vừa nhắc là niệm liền. Rồi cả ngày làm gì làm phải tập niệm Phật, đeo cái máy niệm Phật. Bây giờ là mỗi cái buổi chia sẻ này là khi mà cuối cùng đó, là nó có những số điện thoại. Quý vị cần máy niệm Phật, đèn bông sen năng lượng được, bị điện thoại cho người ta. Tiếp tục phổ biến rộng ra, để cho lan tỏa cái môn tịnh độ này mở rộng phạm vi ra. Thù thắng lắm quý vị à. Nên câu Phật hiệu này quá hay, quá đặc biệt. Nên khi quý vị đã cảm nhận được rồi, quý vị không bỏ đâu. Những đức nói với quý vị nghe, dù cho bao nhiêu người thương yêu mình mà cuối cùng chỉ có câu Phật hiệu này mới thương mình nhất. Chắc chắn vậy luôn. Chỉ có câu Phật hiệu này mới thương mình nhất nè.
Dù bao nhiêu cái cuộc vui gì nhưng quý vị biết sẽ xa nhau thôi. Không có cái tiệc vui nào mà không tàn. Không có tiệc vui nào mà không tàn. Và tình bạn nói bao nhiêu lời hứa hẹn có khi trở mặt bất tử luôn. Dù cả người tu khi cũng duyên đã hết rồi là cũng trở mặt quay lưng thôi. Nhưng mà chỉ có câu Phật hiệu này, Đức Phật A Di Đà không bao giờ trở mặt quay lưng với chúng ta. Từ khi chúng ta không niệm danh hiệu của Ngài. Nếu như chúng ta niệm danh hiệu của Ngài nơi nào chúng ta niệm danh hiệu Ngài, thì nơi đó Ngài sẽ đến. Nhớ nghe quý vị, Quang Minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Nơi nào quý vị niệm Phật thì Quang Minh Phật A Di Đà soi gọi nơi đó. Nơi nào quý vị niệm Phật là Quang Minh Phật A Di Đà soi gọi nơi đó. Thì từ nơi đó quý vị đừng nên buông câu Phật hiệu, cố gắng mà siêng năng niệm Phật. Những đứa con nít mà nó niệm Phật nghe, những đứa nít này sau này thông minh, thông minh lắm thật sự. Những đứa tới già mà niệm Phật mà nó còn khôn lên chút, chứ có trình độ học vấn gì đâu mà ngồi xuống nói chuyện quá chèn luôn. Một ngày 3-4 buổi đồ nói chuyện, ngồi xuống là nói chuyện, nghe thấy không? Nó có nhiều người, người ta một buổi nói chuyện người ta phải soạn cái giáo án mà có lúc mà cả tháng người ta mới giảng một bài giảng. Còn cái này niệm Phật rất là tự tại, đi đến đâu ngồi nói chuyện rất là tự tại. Mà đây là ngồi tivi đó nghe, lúc trước là ngồi một mình luôn đó. Nó mà không biết đâu nói hoài luôn đó. Thấy không? Thì biết rõ ràng câu Phật hiệu này là vô lượng trí tuệ. Hiện đời chưa sanh cực lạc, nhưng mà niệm câu Phật hiệu đã có trí tuệ. Hãy tính chứ. Các cụ mà ví dụ như Đoàn Quảng Tâm rồi mấy bà già đi, niệm viết sau này bà sáng suốt cho mà thấy. Già già chứ tỉnh táo lắm. Mấy cô mà cứ niệm Phật đi viết, mấy cô tỉnh táo chứ. Sau này già rồi biết ngày giờ ra đi, cười cái niệm Phật, Phật ngay ra rước về cực lạc. Tự tại biết nhiêu đó thấy chưa. Nó nên được niệm Phật là hạnh phúc nhất. Cứ siêng năng niệm Phật đi. Còn khi có công việc gì, cố gắng mà khéo léo niệm Phật. Cố gắng mà khéo léo niệm Phật, thấy không? Cứ nghĩ bây giờ nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, tương lai Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc. Cứ nghĩ gì đi, cứ nghĩ gì đi là trong lòng mình sẽ thích niệm Phật à. Mà thật sự nó vui mà. Quý vị coi bây giờ niệm Phật càng niệm với nó dễ tính. Cái kiêu ngạo ngã mạn càng ngày càng giảm. Hay niệm Phật với rồi kiêu ngạo ngã mạn càng ngày càng giảm. Và thấy đây là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta. Nói quý vị coi, đây là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta. Từng người, từng người, từng người mà kết thành một cái đại đạo tràng lớn. Cái giờ này thôi cũng cả ngàn người tu, giỡn đâu quý vị. Thấy không? Nó, đây là một cái đạo tràng thù thắng. Mà tại gia đình quý vị giờ này là cả ngàn người tại nhà quý vị tu. Mỗi một gia đình, mỗi một đạo tràng là cả ngàn người ở tại nhà mình. Một cái chiếc điện thoại nhỏ xíu thôi mà chứa cả ngàn người nằm trong chiếc điện thoại. Vì nghĩ thù thắng chưa? Nên giống hệt trong kinh Đức Phật nói, một là tất cả, tất cả là một. Chỉ nhỏ xíu chiếc điện thoại thôi mà chứa cả ngàn người trong đó. Đúng là chỉ có Phật Pháp thù thắng như vậy thôi. Nên mỗi một người phải hết sức trân quý của Phật hiệu này. Phải vui vẻ. Niệm Phật là gương mặt phải vui vẻ. Thấy không? Nó không có một cái chuyện buồn phiền nặng nề gì mà không giải tỏa được. Chỉ cần niệm Phật là giải tỏa được. Niệm Phật với cái mặt tươi vui, không có cái mặt sù sụ. Con người mà mặt vui là thấy thương rồi, vì thấy thích rồi đó, thật sự mà nói. Thấy không? Mỗi ngày mà mặt vui vui là người ta thấy mình đã thích rồi đó. À, chưa cho tiền tại vì người ta thấy người ta thích rồi. Chứ cái mặt mà trụ dầm dầm là thấy ghét rồi. Gặp cái là ăn cơm cũng vô. Thật sự luôn. Như Đức mà đến nhà ai dù đãi cơm đơn giản mà bước ra thấy vui vui cười cười là thấy ăn ngon. Còn mà đãi đồ ăn ngon cỡ nào mà bước ra cái mặt chầm dầm là thôi không dám ăn luôn. Ăn sợ bị trúng độc. Thấy không? Nó nên mỗi ngày chúng ta tu tập xong nhắc nhở cái gì đó. Quý vị cố gắng niệm Phật. Một câu ai Phật này niệm đến cùng. Rồi quyết chí đời này quý vị phải sanh về thế giới cực lạc nha. Thôi chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.